Chiều ngày 24 tháng 9, khu vực rừng trồng gần khu công nghệ cao thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ cháy lớn. Nguyên nhân vụ cháy được ghi nhận ban đầu là do hộ trồng rừng đốt thực bì, cây tạp sau khi khai thác từ buổi sáng. Đến khoảng 14 giờ chiều thì không kiểm soát được nên để cháy lan ra khu vực khác. Nhận được tin báo, chính quyền huyện Hòa Vang đã điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy, dân quân, kiểm lâm và quân đội tham gia dập lửa theo hai hướng để khống chế vụ cháy, không để cháy lan ra khu vực rừng tự nhiên và rừng trồng khác. Đây là khu vực có địa hình phức tạp nên công tác phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 18 giờ cùng ngày, hàng trăm người vẫn tiếp tục triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.